Xin chào kênh Nhật Tiến 39, rất vui gặp lại được các cô chú anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay mình có một cái chuyến đi về Cần Thơ nè các bạn. Đi về Cần Thơ mình ăn đám giỗ của ba vợ của mình nè các bạn. Mình hiện tại mình đang đi trên cây cầu Cần Thơ nè các bạn. Trước mặt mình đây là nhà của anh thứ ba vợ của mình nè các bạn. Hôm nay mình đi về mình ăn đám giỗ của ba vợ tại huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ nè các bạn. Thì trước mặt nhà có một cái con sông các bạn. Thì biết rồi các bạn, nhà mà có con sông thì ở rất là mát mẻ các bạn. Con sông này con sông nước ngọt đó các bạn. Con sông rất đẹp, hay đi xuống đây tắm nè các bạn. Nhà mà ở có sông thì bao giờ cũng mát luôn các bạn. Còn bây giờ mời các bạn xem mình đi xuống, mình quay cái đám giỗ ở miền Tây các bạn. Thì mình về ngày hôm qua, đây là buổi sáng nè các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái cảnh miền quê Cần Thơ nữa các bạn. Cảnh ruộng đồng, ruộng lúa các bạn. Đây là cái đám ruộng lúa của anh thứ ba vợ nè các bạn. Ở phía sau nè, mình quay ở phía sau nè các bạn. Đó, cái nhà ảnh là mấy cái lùm cây á, là cái này là phía sau nè các bạn. Thì sáng ngày bà con cô bác đi ra đồng làm ruộng nè các bạn. Cái cánh đồng rất là bao la luôn các bạn. Quá trời luôn. Lúa đang chắc cỡ khoảng chừng là tháng mấy, 2 tháng nè các bạn. Lúa còn non nữa các bạn. Cánh đồng bao la luôn các bạn. Mênh mông luôn. Cây chanh quá trời trái luôn các bạn. Đây các bạn. Quá trời cây chanh. Chanh trái quá trời luôn. Đây, cây chanh này già rồi các bạn. Quá trời chanh luôn. Cây chanh trái khủng khiếp luôn. Quá trời trái luôn các bạn. Rồi đây nè các bạn. Bây giờ mình về Cần Thơ mình phải đi ra ăn sáng đúng không? Không, ăn sáng qua 2 cây số á. Đây là đi ăn sáng bằng xe Honda nè các bạn. Đó, đây là từ ở quận 6 rồi. Đó, xin chào. Rồi. Đây là từ ở quận 8 xuống luôn. Xin chào. Đó. Đây là anh ba. Rồi. Ở đây đi chưa? Mà đi ăn sáng nè. Đi ăn sáng nè, bây giờ chuẩn bị đi ăn sáng nha. Dạ nón kìa. Đợi nón đi mấy kẻ ơi, thật bắt tử. Đi xe không? Thật không? Xe kìa như không chạy mà xe ủi. Dạ nón đi nè. Chủ thi với chị con. Chị ra đi, chị ra đi luôn. Đó luôn chính thủ rồi. Đại đại đi gì đó. Lên luôn đi, lên luôn anh. Rồi, cho qua đây đi, qua đây cái này. Đi. Lại tiếp tục về Cần Thơ ăn quán cô Cúc bún riêu. Đây cô Cúc bún riêu. Đây là thịt đồ. Đây là cô Cúc Cần Thơ. Quay bà đi. Đúng, thấy đúng rồi, em gái quay mà không dám nhận. Uống một ly cà phê sữa đá hả? Không có cà phê không hả? Cà phê không hả? Hôm nay uống cà phê. Quay bả lên lại xôi bả đẹp gái rồi lại. Đẹp gái mà. Da cô đẹp bả đổi tôi nữa. Đẹp da. Cô này 70 hả? Gần rồi. Gần 70 hả? Ta về Cần Thơ ăn một tô bún riêu thấy ngon không chị? Tiếu đi. Nuôi nữa có nuôi luôn. Ngon ngon. Ngon không? Chưa ăn biết ngon hả? Chưa ăn biết chưa, ngon. Chưa ăn ngon luôn không? Mở vậy. Này không phải bún nha. Cái này là gì? Hủ tiếu. Này hủ tiếu nè. Có vịt lộn nữa. Có dưỡng á. Ngộ ha. À sao ngộ vậy ta? Dễ đúng rồi. Lộn mai ăn không lộn vậy. Ta được chỗ đấy cũng không lộn với lộn đâu. Ủa kỳ gì? Muốn ăn em ăn. Ngon. Cái gì này? Vịt lộn. Mỗi dùng mỗi khác mà. Mỗi dùng mỗi khác. Mỗi dùng mỗi khác. Mỗi dùng mỗi khác. Có ăn. Đây nè. Đây. Có ai ăn hột vịt ấy nha. Đó, đó. Đây đặc biệt cái đây là dưới quê Cần Thơ là có hột vịt lộn. À hủ tiếu mì gò vịt lộn. Hủ tiếu vịt lộn. Đây. Hủ tiếu vịt lộn. Thôi nói cái hát tài trước đi. Để nhà sao cho ăn bún hả bác bà? Bún hủ tiếu gì cũng được.
mà uống bia hay là uống nước ngọt đó, khuyến mãi á, khuyến mãi tặng chai bia. Cho bác Tài, ăn gì bác Tài? Ai không uống bia thì uống nước ngọt. Bác Tài ăn, tôi uống thôi bác Tài. Dạ dạ, cái gì cũng được mà, cái gì dưới ngồi anh ba. Cho bác Tài. Trời ơi, anh ba ngồi đi ghi hình kìa ông ơi. Tôi quá trời quen rồi, ở đó mà ở ghi hình gì. Mấy em tôi nó hiểu ý tôi chơi, nó về đây nó khai tôi dữ lắm. Bay bên đây nè. Không nghĩ là Cúc bán cái hộp luôn cà phê ha. Cái tôi là sáng đưa hủ tiếu hết rồi bắt đầu bán cà phê tiếp nhiều. Bạn thơ ăn hủ tiếu còn thơm mới ngon. Đúng rồi, mới được ăn mới được. Vậy à, hủ tiếu nè, hủ tiếu nè, không phải hủ tiếu còn thơm nha, hủ tiếu giùm nhon. Quán Cúc Cúc. Đúng rồi, về đất phương Nam cái bộ phim á. Bộ phim nó đóng ngay tổ chợ giùm nhon. Có nha, chạy giùm nhon mà. Không ăn đó. Anh yên tâm đi. Chất lượng hả chị? Chất lượng quá chừng luôn đó nè. Quá thấp rồi. Chính lộn đó. Mấy gì? Đặc biệt không dịch lộn. Cà phê sữa, cà phê đá. Rất là ngon, hủ tiếu. Hủ tiếu dai nữa nè. Đó. Cà phê đá ngọt nha, với anh ngọt. Cà phê ngọt nha anh ba. Kìa, con Ly bỏ qua không? Đúng rồi. Nước cà chị. Trang ngon, Trang. Trang uống bia rồi. Thưởng thức rồi. Của hủ tiếu cũng thơm. Không chị, nó dài dài phải không? Nó dài dài rất là ngon. Nó dài dài mềm mềm. Nhưng mà cái hương vị thì giống nhau đúng không? Chấm rất là ngon. Đặc biệt cái trứng vịt lộn á. Cắn không được. Đã nói hủ tiếu dai rồi mà. Dai mà. Đặc biệt là cái hủ tiếu dai, ăn tô là cái hay cái chỗ đó đó. Đặc biệt nữa là có trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn, đặc biệt cái trứng vịt lộn. Đó. Đó. Trời ơi. Ăn cái coi chị. Ghi hình. Ăn luôn, ăn luôn. Phải ghi hình ăn luôn đó chứ mới ghê. Tự nhiên. Không. Từ kéo từ trên đưa xuống rồi nè, mới đã mà. Phải ăn gì? Anh cảm thấy ăn tô hủ tiếu này sao anh? Nó cảm nhận cả. Cảm nhận. Đậm đà phải không? Nước lèo rất là ngọt luôn ha. Sao anh trai ăn tô hủ tiếu về thơ ăn sao anh trai? Ngon hả? Chưa ăn biết ngon hả? Chưa ăn biết ngon luôn hả? Cái tại cái mùi lên không? Mùi nó là. Ê, cái mùi bún lên là biết ngon rồi đúng không? Trời, quá trời ngon. Quá trời ngon. Thấy ăn cái miệng thấy thèm. Cái miệng là chấm chín còn thèm hơn nữa. Chấm chín còn thèm hơn. Miệng chấm chín. Miệng nó kêu thì có lấy hủ tiếu. Hủ tiếu. Hả? Giá mà. Sao tội giá luôn không? Mày thì cho làm rồi cái đó cho ba mày đi. Rồi, tao rào giờ có ăn không mà. Kêu. Kêu rồi. Ăn mấy đó. Con ăn này đi còn lại con ra. Ừ. Phải đi nữa. Nhà ăn đi họ chứ ăn sao được con ăn. Mọi bạn ơi cho ly trà đá. Rồi. Trà đá thấy là thèm đừng không? Vàng thật luôn đúng không? Vàng thơm. Vàng thơm. Ba cũng được. Tôi biết tôi uống này nè, uống nhiều. Trà đá vàng tươi. Phương nè. Hả? Uống là uống đi thôi. Rồi để em uống ly. Rồi. Tôi uống này không à, già rồi thiếu sữa. Tôi đi mặn vậy đó, sáng rồi tôi uống ly cà phê sữa. Sau khi ăn một tô tiếu với lại ăn uống một ly cà phê đá rất ngon hả chị? Rất ngon. Rất ngon. Đậm đà. Đậm đà luôn, đúng là đậm đà luôn. Đây cà phê. Đà tình với người. Đậm đà tình với người. Mà chín mà thua tám. Chín nó mà thua tám luôn.
vô ba cào là ăn thua chứ. Đúng không? Vô ba ba bàn tay là thua là ăn rồi. Ở đây anh chơi quấn bài cào dùa là chơi bù ăn chín luôn á. Dạ. À, ừ rồi. Nói hù rám đi rồi đâu. Trong anh chơi là bù ăn chín nút luôn á. Quấn bài cào dùa chơi đã ra cha con quấn đại quấn bài cào dùa. Chơi là bù ăn chín nè. Vậy Cần Thơ ăn tô tiếu sao anh? Ngon. Ngon phải không? Ngon đúng, mà tô tiếu rất là đặc biệt. Đặc biệt có trứng vịt lộn phải không? Đúng rồi. Tô tiếu này bán thành phố là lỗ luôn. Đúng đúng rồi. Mà ở dưới này chỉ có 15 ngàn thôi anh. Tô này đủ là 20. Bình thường là 15 đô này. Quá xa chất lượng luôn. Nếu mà tô này chắc chắn là đúng là Nam Giang là 75 ngàn, 70 ngàn một tô á. Nếu mà đúng 70 tô này phải trên 7, 70. Đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tô hủ dẹo, thủ tiếu Nam Giang á, đúng rồi. Là 70 ngàn tô á. 70, đúng rồi, tô rất nhiều. Trứng quá lần đầu tiên ăn, đúng rồi. Ăn hủ tiếu mà có trứng vịt luôn. Đúng rồi, lần sau nó về nữa. À, đúng rồi. Phải nhiều người ta khẩu vị, ta thấy ăn trứng, ta ăn trứng. Mày hả Tứ? Mày hả? Uống cà phê. Ăn mì. Sáng gì hôm qua mày ngủ bờ, sáng gì lùng về đứa bơm gãy giống thầy. Lùng sáng gì ngồi đi giờ. Ngủ ngồi chở lùng vô cái đâu có hay bộ mày hả? Sáng hay chân ăn không nổi. Bởi mệt rồi tôi thấy nó đâu thấy. Mày hấp đá. À, hấp nước đi. Hấp nước ngọt quá. Phải ăn phải hết rồi, ăn hấp nước chứ. Bưng cái tô lên mà hấp luôn. Đúng rồi, bưng tô hấp luôn đi. Chị chịu lại luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Mày mày lên 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 trên là mày mày mày. Lên TV mà mày kêu tao lên là bưng cái tô hả mày? Cái nước rất ngon rồi chứ hấp hoài. Quà đó. Nước rất là ngon. Quà đó. Cho tiền ăn quà đó. Sau khi ăn một tô này thấy no không chị? Vậy trang định ăn quà luôn. Rất là ngon. No không? No nữa. No hả? Đúng không? Ông no vô làm tô nữa. No mà ngon quá chắc được. Uống một ly trà đá nữa phải không? Trà đá đúng không? Chịu không nổi luôn phải không? Không ăn hả? Không ăn là nó còn tu qua không được nữa. Đi trà đá mà nó thơm mà sao thấy mùi trà mà nó chèn thơm mùi trà. Mùi trà chứ không lẽ giờ nó không khi nào mà trà mà nó thơm cây khác á cà phê mới là lạ mới lạ. Đây là cái bánh mì nè, dạ 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 hả ở đâu ở chứ ăn ăn xong rồi chứ uống xong rồi cái gì chứ ngồi ngoài hả cái muốn ngồi đây vô cái hương vị của hủ tiếu rồi vậy rồi vậy kêu tô nữa nha. Kêu con nói chị. Kêu con nữa thôi. Ăn cho tiền thương. Ăn tô nói không sao. Ăn tô nói ra. Ăn nói không. Thôi đi về đi bắt ốc đi. Đi bắt ốc hả? Đi về bắt ốc đi. Đi ốc đi. Sáng hay. Thôi. Bữa nay ế rồi. 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 Bữa nay ế con kêu nó giờ ở kêu mua người đó con phải lấy chứ. Đây là người chị đem trang hơn đem nghiêm trang chuẩn chục cái tôi đem xử lý tại em đựng đồ quá đẹp quá đẹp luôn các bạn ơi, người đẹp Cần Thơ nhìn mặt lên bước lên bước lên chào ơi chào các con chắc đủ rồi đủ rồi em mới thấy những mấy coi đường dạo đường chơi rồi đem luôn chở được thì đem luôn vô hấp bia. Làm cho đẹp đẹp nha. Làm cho đẹp đẹp nha. Ê. Trời ơi. Lên đi biển, mai mốt ta đi biển coi. Nhức đầu là gì? Anh nhức đầu là gì? Kêu nó đau cái đầu. Đầu
về Cần Thơ đám giỗ mà. Đây là cái chả giò hả chị? Chả giò chiên. Lúc này nó làm sẵn thôi ha. Làm sẵn. Đúng rồi. Dạ, chỉ có chiên thôi. Hình như năm rồi ở nhà tự làm không Hạnh? Nó hôm nay con cũng tự làm. Tự làm luôn phải không? Tự làm mà khéo ghê ha. Tưởng đâu làm mua không á chứ. Không có sẵn là mình chiên. Ở nhà tự làm à? Đẹp ghê chứ. Tưởng đâu mua không chứ. Đang nấu gì vậy Hầm? Nấu lẩu chay. Lẩu chay hả? Nấu cái gì vậy ta? Mang này cảnh cũ vào năm rồi. Mang cảnh cũ. Năm rồi đúng không? Đúng luôn. Đúng vào chỗ tôi thấy này luôn. Vâng, chị Phát. Chị Phát ở xe con không à? Có không ta? Ở trong học xe á chú ơi. Lẩu chay hả? Dạ, lẩu khá chay. Có người ăn chay đúng không? Có. Có hai người à? Hai người mà nấu tới 4 món chay. Nấm quá trời nấm rồi. Nấm nấm gì? Nấm kim chi đúng không hả? Chi, minh chi rồi bào ngư. Bào ngư di cá đúng không? Đây là di cá là. Di cá. Cái nồi chất lượng ha. Quá ngon. Quá ngon. Cái này là phải có lẩu ớt. Bỏ cho nhiều cay đúng không? Cay, tại vì con bỏ tương ớt. Dạ, bỏ tương ớt thôi. Trong hộp xe mà. Tương ớt kim su vậy ngay. Kim su. Dạ, cái đó nó cay lắm. Cái này là mặn 2 cánh 1. Ừ, mặn 2 cánh 1. Còn cái nồi kia, nồi kia nồi gì? Cái này là ngu. Lá gu hả? Lá gu là sườn với là vịt. Mà lá gu là mặn phải không? Mặn. Đây là nồi lá gu này các bạn. Ồ, quá trời bự. Cái nồi này được mấy bàn? Nồi đó được 8 bàn. 8 bàn hả? Dạ, tại mình đãi 5 bàn, 6 bàn châu. Lá gu thịt gì, thịt gì? Sườn heo, vịt xiêm. Sườn heo hả? Người ta nói ăn lá gu với bánh mì đúng không? Bánh mì. Bánh mì. Mấy người đi mấy chiếc xe hả? Mua thôi, cô tám được không? Rồi đi, làm ăn nữa. Mời đang sắc rau ra cho mời. Sắc rau. Sắc rau ăn lẩu. Đây là nghệ sĩ Cẩm Tiên miền Tây nè các bạn. Rất là đẹp các bạn. Ca cũng hay nữa các bạn. Không gỏi. Cái này là trang vô mực là nãy quên, chị quên trang vô hỏi đi, chúc mừng mình bắt lên. Thôi thôi, đừng nghe hành nữa, nãy giờ ghi nhiều lắm, 1 tiếng quá trời rồi. No không, no không, no không. No không, no rồi. Ờ, quá trời nổ. Đi ăn rồi, có mình ăn đủ. Ủa, tôi có ăn đâu mà. Đúng rồi. Đúng rồi, công chúa, cà công chúa, mặt đầu đẹp quá trời rồi. Lấy chén ra làm gì vậy anh? Mực nước, chút mà ăn mực này. Con gì? Nước nước hả? Ờ. Nước nước sốt phải không? Đúng. Cái này là nước sốt. Nước sốt gì vậy? Bỏ chút mình là ăn mực á. À, ăn mực hả? Đập tài đâu? Còn như có để lại còn không? Để ra là hai ớt. Ông để lại ở giữa hay gì vậy hả? Gì cơ? Mì. Nè lấy cái này nè hốt cho rồi mấy. Ăn với loài là gu rồi. Không đỡ này con gừng á, mấy
Hôm nay mới sáng chế rồi phải không? Mới sáng chế ra cắt rồi về ăn dễ. Ai muốn xé là xé đúng không? Trưng bày rất đẹp ha. Dạ. Trưng bày rất đẹp mắt ha. Dạ. Cái này là một chút xíu mình thăng hốt hả? Để nó ngủ. Cái đó dọn lên măng luôn. Chị, về Cần Thơ vô lắm chị. Về Cần Thơ em bán chỗ chưa? Chắc chưa không? Múc cà chua đó, người ta đưa cho con cái đó đó. Đúng rồi, múc cà đó để lên kiếm mình, tránh mày. Chú Trang đưa qua cho em con là nó múc kìa. Về miền Tây. Mình ăn nóng. Thì là ăn cái này trước đi. Cho nó nóng. Thêm nè. Ăn này trước đi cho nó nóng. Tô này chất lượng luôn á, hai tô á. Tô này chất lượng luôn hả? Quá ngon luôn. Cái này là lagu đúng không? Lagu chấm bánh mì. Đây là lagu. Quá trời đồ luôn. Ngon không? Đám giỗ miền Tây. Đây là thịt bò. Bạn có gì rồi? Mình đi bún với lấy này. Này này gì rồi? Cái đó còn có rồi. Này có được. Nào rồi dọn mâm nước đai trước ha con. Dọn mâm nước đai trước đi rồi. Cái đó bỏ lẩu rồi gì đó. Chị hai mới qua hả chị hai? Một lát em gửi cái hộp thuốc của dì Út tiểu đường đó cho chị. Em có đem về dì Út cho chị đó. Đúng rồi.
cha đã cùng con trên vạn nẻo đường, xuôi ngược trăm chiều tìm kế mưu sinh. Lời ca tiếng hát phúc bay cao, dù bao gian khó vẫn không đau, như kiếp con tầm mãi còn vương tươi. Cha đã cho con dù cả một đời, ân tình sâu nặng trong lời giải quyết. Lòng cha cao quý thiêng liêng, tình cha ấm áp vô biên, cho con lẻ sống giữa miền trần gian. Vĩnh biệt nghìn thu ôi vĩnh biệt, nốt nghẹn lệ chào hôn tiếng đưa. Trước bàn thờ khói hương lam tỏa. Mời qua nhập tiệc đi, mời qua nhập tiệc nè. Chị nha mời trên là người nào tới cái à. Qua đây các bạn. Qua anh Bảy ơi. Cháu Bình Ngọc à. Đây là xuôi xuôi này xuôi tài. Xuôi tài đằng này. Đằng này. Đây là xuôi này xuôi tấn và cái dầu tấn. Đây là xuôi tấn đi đảm bảo. Đây là xuôi xuôi anh Ba Nghĩa nè. Ba người xuôi. Hôm nay không, hôm nay ba người xuôi phải uống cho tới chỉ nha. Xuôi kia đi bằng hết rồi mà đi bằng hết rồi. Xuôi lại. Còn xuôi này ông đi chật cờ ông không chật gì ông ghé là mà ông ghé là cái chuyện của ổng. Phải rồi. Là lăng chị hai bữa nay ông ấy sao giờ này chưa thấy bà ta? Lăng ngu biết đâu rồi. Ấy quá. Thịt bò. Còn ông đâu? Thấy nó vô rồi bà. Đi rửa chén mẹ rồi. Thật hay quay. Giờ mày rửa chén mẹ rồi. Vô đã rồi, những sáu đâu rồi? Sáng, những sáu đâu? Khét là mày đâu khét? Rồi lên mạng đi lên thẳng thượng đi. Đã nè, dọn mạng đưa không rồi lên. Dọn lên đi. Rồi ăn đi. Dọn đi, khách khứa ai tới tới gì mình mời tới. Lên tới sao? Lên tới sao? Ừ. Đã đây khép. Rồi dùng sáu không mất tiêu rồi. Trong ngủ rồi. Trời ơi trời, vô ẩm tả nữa gì rồi. Hôm nay đang ngồi đàn ông á, bữa nay ngồi thì ăn thêm mấy. Thì năm hương với người ta năm hương với người cầm vô rồi. Anh ta đẳng là tuổi thìn ông 72 à, bằng tuổi anh năm anh vợ tôi nè. Anh ăn cãi nữa mà ở đó. À tuổi thìn. Ôi ơi, đâu rồi? Đâu rồi? Mày dưỡng sáu đâu rồi? Ra coi trốn không theo hoài rồi. Lùng đâu? Lùng nữa, lùng vô mũi vợ nữa gì rồi? Ừ, ngủ hôm giờ ngủ nữa hả? Có anh xui đầu ngủ nè, không? Tôi đã khổ rồi đó, tôi đã tính rồi hả? À, người mày nè. Vì anh chăm luôn mà. Tôi không chơi, thôi chơi là vậy đó. Chơi là phải chơi cho tới ha. Ờ, đi hết nhà luôn.
lâu nhiều lần, năm nay là đâu cũng 5-7 năm gì vậy rồi. Mười mấy năm rồi thằng Kem bao nhiêu tuổi rồi? Phải là nhớ kỳ đám cưới người ta. Ờ, nhớ rồi. Có diện lần nữa. Có diện lần chơi tôi đây cả sáng đêm mà đi luôn. Có không? Có diện lần. Không có anh đợi đâu, có anh đi thăm rồi, đã có cái dịch đó. Trước dịch ra ngay dịch. Trước dịch lâu rồi. Ôi, mới ca có bạc bồng thằng tí. Máy dở quá. Đi mà đầu ca với em. Thôi, chết đầu quay đi mà đầu ca với em thôi thua. Ở vô nè. Anh em là chưa có gì mà. Tại đi. Như cậu bảy là thấy không lại cậu bảy rồi. Vô nè em ơi. Ui. Không tắm cho em nào ơi. Vô nè. Cái ủ lòng đó quá chị bà. Cái ủ lòng đó bảy. Để ra đi quyết. Rồi rồi. Ở đi đường diễn xuống được hả? Đó, đi đường cầu Diễm nó chạy vô tới và cầu chạy nhỏ nó chạy thẳng vô. Rồi, Diễm Sáu đâu rồi? Rồi, mời cả nhà một ly bia mai đánh dỗ ông già luôn. Mày vô đâu vậy? Đây, cũng để dưới cái cây đó. Trời ơi, trời đó vô rồi hả? Đây. Ôi, nhà kia còn không, cậu bấy. Đi à, đi bơm đẩy hai chân rưỡi ngủ thẳng kè luôn. Ồ quá. Để luôn. Đây, ngủ hai chân rưỡi á. Ồ, hai chân rưỡi hả? Ừ. Vô cái luôn. Không là mày bay chưa? Ok, xíu có khách nữa. Giờ hỏi đường đi, chỉ đường chạy vô giờ nè. Ngoài vô bất tử mà. Thứ nhất là điện thoại hay gõ cửa. Ừ. Đúng không? Điện thoại trước. Tiêu rồi biết. Thì lại với kêu cái thứ tám mà còn không kêu cái tấm làm cho ông gai thôi chứ không kêu kêu rồi kêu không kêu rồi đó. Dạ mới mà kêu một ấm cái trời à. Còn mười bữa nay mới dài rồi. Mới vậy, phải đọc rồi cho mới. Cũng mới mình mới gặp rồi. Lâu lắm rồi á, 6-7 năm gì rồi á. Tại vì nhà ngồi em không nhậu tưởng. Không ngồi không nhậu thì ăn nè. Con lấy cái dĩa này, dẫn cảm xúc, có cái đâu nè.
bưng hồi ra cái này ra bưng này ra đem chút cái đó lên chị điện thoại không phải đó là điện thoại bình thường đi. Không bình thường. Có ngại. Đúng rồi. Cái kỷ niệm mà. Rồi tới hoài vậy rồi. Tính nói vô được rồi chưa? Đúng rồi nghe nè. Được rồi đó, được rồi. Vô đó hoài. Mày ra cho một cái hôm tôi chạy vô. Hậu quả nó có mãi như mày. Ca đó đậu lục cái ca đó đi. Thì bây giờ nó hôm qua thằng Thông nè hỏi tới tiền nhiều không có chứ là Cao Hoàng Hùng phải là hai chai trong này hai lon chứ hết nửa cái cụ này đó sáng giờ là bốn lon chứ nửa chai cụ rồi đó vô là ở đứng mày bây đó còn bia anh ba nữa đấy nghe nữa này rồi nguyên cùng đây coi nè ở gặp cái gì cái gì không lấy cuốn nhá sáng qua sáng chạy đâu ơi chạy nhiều nó mới đi cái xíu ra đi đâu rồi Thank you.
Hai con. Ủa cái bà đó sao thấy quen quen ở đâu chú người ta. Cái thằng thơ này nó ngoài quá. Hả? Ở Hưng Phú hả? Bà đó ở đây đúng quà. Vô đi, 1, 2, 3 vô nè. 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3 vô. Vô. Tiếng xìu quá. Vô lại này, vô lại này. 1, 2, 3 vô. Đừng có ai, đừng có ai, tôi đừng có vô hết trơn rồi. Anh chơi
kêu đưa tôi quay cho rồi cho nó vô, nó muốn rồi nó quay hoài kìa. Anh mà quay cái trái máy luôn á. Cậy đó. Thôi cửa. 10 cộng 3. Thôi cửa. Rồi, ra quay đâu, có lông của anh đâu. Nè, đây khui. Em đưa thằng nào cũng chai chai. Tên kho đồng không nữa ta. Bữa nào cũng được á. Cái này mua bữa ăn bên đây mà nó uống được. Oh, yeah.
Đừng có hưng ta đắt hả?
ở bên đây ra mắt em nó chưa có mắt con phải đâu thôi đây là cái gì đó mắt bé ơi bây giờ mình 1, 2, 3 vô nè. 1, 2, 3 vô. Boy.
thôi tới đây mình tạm dừng ở đây nha các bạn và các anh chị. Các bạn nào xem video thấy hay nhớ ủng hộ đăng ký like cho mình một like nha các bạn các anh chị. Còn bây giờ mình chúc các bạn và các anh chị có một ngày mới vui vẻ và nhiều hạnh phúc và nhiều sức khỏe và an lành. Còn bây giờ mình tạm biệt và bye bye các bạn và các anh chị.